Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm này nhé. Khu dân cư Kiều Đàm thuộc phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và lô đất này có diện tích là 4x19. Hướng của lô đất là hướng Nam, cách đường lớn chỉ khoảng 300m. Hiện tại như quý anh chị đang thấy là đường trước nhà là khoảng 7m. Thổ cư của lô đất là 100%. Và đặc biệt là pháp lý của lô đất là sổ hồng riêng, mua bán thì sang tên ngay. Khu dân cư Kiều Đàm có an ninh khép kín và có rất là nhiều chốt bảo vệ trực 24/24. Phước Sửu review sơ qua về khu dân cư Kiều Đàm. Thì khu dân cư Kiều Đàm được biết là một khu dân cư có những con đường 7m, hình bàn cờ và xe tải ra vào thoải mái nên rất là tiện về di chuyển. Khu dân cư Kiều Đàm là cửa ngõ của quận 7, có rất là nhiều tiện ích xung quanh, rất là tiện lợi cho các cư dân mua sắm và di chuyển đến tất cả các quận khác. Khu dân cư Kiều Đàm được rất là nhiều người nghệ sĩ nổi tiếng nè, ca sĩ, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Trong khu dân cư Kiều Đàm có Bách Hóa Xanh, có chợ Tân Hưng nằm sát siêu thị Lotte Mart, cách siêu thị Vivo City khoảng 1 cây số, cách Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính Marketing và Đại học Cảnh sát Nhân dân chỉ khoảng 500m. Khu dân cư còn là một nơi có vị trí địa thế long mạch cực kỳ tốt, được ví như là con rồng của điểm đầu quận 7. Đầu của khu dân cư là có đền Quang Thánh, giữa khu dân cư là có chùa Kiều Đàm, là một ngôi chùa rất là lớn. Phải nói là khu dân cư là một bước chân vào 1000 tiện ích Phật, phải không quý anh chị? Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông, nằm sát với cầu Kênh Tẻ và đường Nguyễn Hữu Thọ. Bên kia là cầu Hiêm Lam, do đó sẽ thuận lợi trong việc di chuyển qua lại tất cả các quận 1, quận 4, quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Lô đất của Phước Sửu giới thiệu cho quý anh chị là một lô đất có giá rẻ hơn giá thị trường, do gia chủ kẹt tiền nên cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin của lô đất, hãy book ngay cho Phước Sửu theo số hotline 0909477288. Quý anh chị có dự định mua nhà đất, hãy đưa cho Phước Sửu nhu cầu của quý anh chị. Đội ngũ của chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ yêu thích cho quý anh chị để chọn làm một nơi an cư lâu dài và đầu tư sinh lời. Quý anh chị cần chuyển nhượng lại những cái sản phẩm tất cả các quận, hãy gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Xin chúc quý anh chị một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.